Quý vị thấy trên ban nhạc là anh Kenny Bing on the keyboard. Bạn rất thân với anh Khoa, là làm cho anh Khoa rất nhiều show. Và anh Nghĩa on the electric drum. Đây anh Khoa xin mến tặng cho các anh phẩm More Than I Can Say. Xin quý vị cho chàng đánh tiếp theo. Anyone who wants to dance, come up and dance with us. Whoa, whoa, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, 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 love you more than I can say. Oh, oh, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Oh, 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 love you more than I can say. Oh! Don't you know I need you so? Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Oh, oh, yeah, yeah. I miss you every single night. Why must my life be filled with sorrow? Oh, 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 love you more than I can say. Take it all again, baby. Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, 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 love you more than I can say. Oh, oh, yeah, yeah. I miss you every single night. Why must my life be filled with sorrow? Oh, oh, love you more than I can say. Alright! Oh, don't you know I need you so? Tell me please, I got to know. Oh, do you mean to make me cry? Am I just another guy? Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you more than I can say. Love you twice as much tomorrow. Love you bad, I love you so. I love you more than I can say. I love you more than I can say. I love you more than I can say. More than I can say. Chúng ta rất là cảm ơn tất cả quý vị đã rất là tận hiến trong những ngày qua, và chúng tôi cũng cảm ơn rất là nhiều đối với những người tài trợ. Và một lát nữa chúng tôi sẽ có máy chiếu để chiếu lên nói với tất cả những người tài trợ đã giúp đỡ chúng ta trong những ngày hôm qua, ngày kia, và tất cả những chương trình mà chúng ta đang thực hiện. Và chúng tôi sẽ thực hiện cái chương trình này, đó là International Easter Outreach Fair on April 4, 5 and 6. On April 4, 5, and 6, we're going to have the Easter fair, international fair also, eh? Yes, we will have another international Easter out fair. We'll be on April 4, 5, and 6. Vào ngày tháng 4, 4, 5 và 6, chúng ta sẽ có thêm một cái hội chợ về Easter. Phục sinh, lễ phục okay, sinh. Okay, so we ask and we call all of the churches, mission organization churches, will come together so that we do a celebration for Jesus. Và chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả hội thánh tin lành hợp tác với chúng ta để chúng ta có một cuộc vui rất là chưa từng có. And of course, we also ask all the business people to come and partner together with us. Và dĩ nhiên chúng tôi xin mời tất cả doanh nhân và công nghiệp, công tư nghiệp hợp tác với chúng tôi để chúng ta có một hội chợ rất là vui. And all the media world, would you please just come and partner together with us? Và tất cả cơ quan báo chí cũng nên đến với chúng ta để
truyền trải tin tức vui này và lời của Hội Thánh. We have a lot of free gifts over there at All Nation Mission Fellowship. Chúng tôi có rất nhiều những cái quà miễn phí cho các bạn, cho các quý vị khán giả. And as you walk around, there's also many free gifts as well. Và quý vị cứ đi thêm nhiều gian hàng có rất nhiều món quà miễn phí cho các bạn. You want to take the last chance in order to take picture because tonight is over. Và đêm nay là đêm cuối cùng nên các bạn có hãy có những bức hình chụp kỷ niệm và lần chót. And in a moment we are going to have a very good dance. The seed will come to present first a new dance. Và trong giây lát chúng tôi sẽ có một đoàn vũ rất là ngoạn mục. Quý vị lắng nghe và đón xem. And they are very dynamic. They are very vui nhộn, rất là sống động. So and then we still have many many beautiful presentation for all of you. Và chúng tôi cũng sẽ có nhiều mà ngoạn mục lắm sau đó. And as you can see around on so many booths here. Như các bạn đã thấy, chúng tôi có rất nhiều booth carnival xung quanh. We want to become a blessing to the community. Chúng tôi muốn trở thành là một niềm phước lành cho cộng đồng. And I want you to know this is going to become the hottest spot for cultural learning and exchanges in the future. Và chúng tôi có ước nguyện là nơi điểm của chúng tôi, những hội chợ chúng tôi sẽ trở thành trung tâm của cộng đồng chúng ta. You will see that this is an international culture exchange hot place in this place. Quý vị sẽ thấy nơi đây là nơi trung tâm và nơi điểm chính của tất cả những cái hoạt động về văn hóa. Văn hóa. And then you will see that many nations will come together next year. Và quý vị sẽ thấy tất cả nhiều quốc gia sẽ tham gia với chúng tôi vào những ngày đó. So let us partner together, let's prepare our heart together. Hãy đến với chúng ta và cùng chung sức đoàn kết để làm thành một cái chương trình rất là Every dream does not happen overnight. Và tất cả những giấc mơ đều sẽ trở thành qua một ngày. This is the first time ever the Vietnamese community and Asian community organize an international event and bless the nation. Đây sẽ là một lần đầu tiên cộng đồng Việt Nam chúng ta hãnh diện có những cuộc vui chưa từng có. So this is the first time ever the Asian community bless the nations. Đây là lần đầu tiên cộng đồng Việt Nam chúng ta được sẽ ban phước và ban phúc cho tất cả. So let us work together and make it the dream to come to pass. So hãy cùng chúng tôi và build up để chúng ta còn work together để chúng ta And we see thousands of people will come in together next time. Và chúng ta sẽ thấy rất là cả chục ngàn người sẽ tới.